Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam tại Sacramento, California. Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2013, đạo thủ đô Capital City District có tổ chức một buổi tiệc nhằm trình bày thành quả sinh hoạt hướng đạo của năm 2012. Buổi tiệc năm nay được tổ chức tại hội trường chùa Phật giáo Bethune Sacramento và có khoảng 300 người tham dự. Ngoài các trưởng hướng đạo, đoàn sinh và gia đình thuộc đạo Capital City District, còn có các ủy viên điều tra hành châu Golden Empire Council và các đạo trực thuộc. Buổi tiệc mở đầu bằng lễ chào quốc kỳ và giới thiệu chương trình với các tiết mục như báo cáo các công tác và thành quả sinh hoạt được trong năm 2012 và vinh danh các cá nhân được bầu chọn. Trong thành phần các trưởng và gia đình được vinh danh hôm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của các trưởng hướng đạo Việt Nam thuộc Liên đoàn Lạc Việt Sacramento, bao gồm trưởng Philip Nguyễn thuộc Ấu đoàn Quang Trung 243 đã đạt được giải thưởng trưởng mới xuất sắc trong năm. Về ngành ấu còn có trưởng Sơn Nguyễn cũng nhận được giải thưởng trưởng đoàn ấu xuất sắc của năm 2012. Bên cạnh đó, trưởng Nguyễn Xuân Lâm, hiện là liên đoàn trưởng liên đoàn Lạc Việt Sacramento cũng được trao giải thưởng dành cho trưởng đoàn thanh của năm 2012. Gia đình là nền móng vững chắc của phong trào hướng đạo. Do đó, giải thưởng gia đình hướng đạo xuất sắc của năm đã thuộc về ba gia đình của các trưởng, trưởng Phi Nguyễn, trưởng Sơn Nguyễn và trưởng Nguyễn Xuân Lâm. Đặc biệt, phần tuyên dương và trao huân chương cùng với bằng tưởng lục Asian American Spirit of Scouting Award, tức bằng tinh thần phục vụ hướng đạo Hoa Kỳ gốc Á Châu, cho trưởng Nguyễn Xuân Mộng, một cây đại thụ của phong trào hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. Trưởng cũng là người sáng lập ra liên đoàn hướng đạo Lạc Việt Sacramento, một liên đoàn hướng đạo Việt Nam đầu tiên tại thủ phủ California vào năm 1984. Đây thực sự là một vinh hạnh cho người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng tại Sacramento, vì đây là nói lên những đóng góp của một người Việt Nam xuất sắc trong vai trò truyền đạt ngọn lửa hướng đạo đến với các đoàn sinh và các thế hệ trẻ. Sau nghi thức phát thưởng là một buổi tiệc thân mật, đậm tình gia đình và huynh đệ của các trưởng hướng đạo. Từ Sacramento, Raymond Nguyễn và Nguyễn Mạnh Kim tường trình cho đài SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Trình Đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.